Trận tử chiến trên đỉnh đồi Charlie huyền thoại. Ngày ấy lên đường vì tổ quốc yêu thương, chiến sĩ của ta, sư đoàn 320, giành lại Charlie tắm mình trong lửa khói. Các anh nằm đây đồi thiêng cao vút, lặng ngắm xa thầy phố nhỏ đang lên. Các bạn thân mến, đây là một trích đoạn trong bài hát Huyền thoại Charlie do tác giả Trương Anh Tài viết tặng gần 400 người lính trẻ đã nằm xuống đất mẹ. Các anh đã hy sinh trong trận đồi Charlie. Trận đồi cải cách diễn ra trong chiến dịch mùa hè đỏ lửa năm 1972 giữa quân nhảy dù của Việt Nam Cộng Hòa và quân giải phóng Việt Nam ở khu vực ba huyện Sa Thầy, Đắc Tô và Ngọc Hồi thuộc tỉnh Kon Tum. Ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu những diễn biến trong trận chiến trên đồi Charlie các bạn nhé! Bối cảnh trận đánh tại căn cứ Charlie. Đồi Charlie nằm trong dãy những ngọn đồi phía tây cao nguyên. Đây là căn cứ hỏa lực nhằm án ngữ, ngăn chặn sự xâm nhập của quân giải phóng từ đường mòn Hồ Chí Minh vào vùng Tây Nguyên thuộc vùng 2 chiến thuật. Các dãy đồi ở đây được đặt tên theo bảng chữ cái là A, B, C, D và được gọi theo tiếng Việt là Alpha, Anh Dũng hoặc Yankee, Yên Thế. Cứ điểm trên ngọn đồi được đặt tên theo chữ cái C hay chính là đồi Charlie. Ngoài ra còn được gọi là đồi cải cách, là đồi Charlie. Vị trí đỉnh đồi Charlie có cao độ gần 1.015m so với mực nước biển. Hai điểm cao cạnh bên là Ngọc Rinh Rong và Ngọc Rinh Rua có cao độ là 800m. Từ được mệnh danh là chân cột cờ của khu vực đồi Charlie. Đây là nơi có vị trí quan trọng về quân sự. Do vị trí điểm cao độ xuất nên có vị trí chiến lược với tầm quan sát rộng. Chính vì thế, ngay từ những năm 1960, quân đội Mỹ và Việt Nam Cộng Hòa đã xây dựng một cứ điểm quân sự để kiểm soát khu vực. Tại đây, toàn bộ 5 tiểu đoàn nhảy dù thuộc lữ đoàn 2 nhảy dù của Việt Nam Cộng Hòa được bố trí trên các cứ điểm tuyến phòng thủ theo hình cánh quạt. Lưới phòng thủ này bắt đầu từ căn cứ Anh Dũng ở hướng Bắc đến căn cứ Yên Thế. Lần xuống hướng Nam có căn cứ Charlie, Delta, Hotel, Metro. Cuối cùng là căn cứ Bravo ở phía đông của Võ Định. Trách nhiệm bảo vệ phi trường Phượng Hoàng và tuyến phòng thủ ngoại vi cho căn cứ Tân Cảnh. Quân lực của Việt Nam Cộng Hòa đóng tại vùng phía tây bắc tỉnh Kon Tum, gần với biên giới Việt-Miên-Lào. Khi đó, lực lượng của Việt Nam Cộng Hòa tại đây bao gồm bộ binh, thiết giáp, biệt động quân và nhảy dù. Những lực lượng này có nhiệm vụ chính là bảo vệ sườn phía tây của vùng 2 chiến thuật, đồng thời theo dõi các hoạt động của phía Nam Dân Chủ Cộng Hòa, đặc biệt là việc chuyển quân từ Bắc vào Nam. Mỗi một lần chúng phát hiện các đoàn quân giải phóng xâm nhập, chúng lập tức báo cáo lại cho Hải và Không quân Hoa Kỳ. Không chỉ thế, chúng còn đặc biệt báo cho các phi đội oanh tạc cơ khổng lồ B-52. Đội này sẽ bay đến tiêu diệt mục tiêu cùng với số vũ khí, quân trang, quân dụng và lương thực. Charlie, trận đánh khốc liệt. Theo các tài liệu lịch sử ghi lại thì vào chiến dịch xuân hè năm 1972, quân giải phóng miền Nam Việt Nam đã đưa ra quyết định phá vỡ tuyến phòng thủ phía tây sông Poco, thuộc tuyến phòng ngự vòng ngoài của căn cứ Đắc Tô, Tân Cảnh. Trong số mục tiêu đó có hai điểm cao chiến lược là Charlie 1015 và Delta 1049. Quân giải phóng tiến hành tấn công dữ dội vào Kon Tum, mục đích là cắt đường 14, chiếm căn cứ Tân Cảnh. Nổi bật trong trận chiến này là vai trò của sư đoàn 320 khi nhận nhiệm vụ tấn công cứ điểm Charlie, lúc này là do tiểu đoàn 11 nhảy dù trấn giữ. Đây là tiểu đoàn thiện chiến, còn được mệnh danh là song kiếm trấn ải của phía Việt Nam Cộng Hòa. Cụ thể, vào tháng 3 năm 1972, tại hai điểm cao Charlie 1015 và Delta 1049 đã diễn ra các trận đánh vô cùng khốc liệt giữa những trung đoàn bộ binh 64, 52, 48 và tiểu đoàn 19 đặc công thuộc sư đoàn 320A với lực lượng đóng giữ của quân lực Việt Nam Cộng Hòa có sự chi viện của pháo binh và máy bay. Tiếp đó, ngày 12 đến ngày 15 tháng 4 năm 1972, các hoạt động tấn công vào đồi Charlie liên tục diễn ra bằng pháo kích và bộ binh. Trong đó, trung đoàn bộ binh 64 do Trung tá Khuất Duy Tiến chỉ huy đã cùng quân và dân địa phương kiên cường chiến đấu, tiêu diệt gọn tiểu đoàn nhảy dù 11 quân lực Việt Nam Cộng Hòa, chiếm và kiểm soát hoàn toàn điểm cao Charlie. Có một sự kiện đáng chú ý là vào ngày 12 tháng 4, quân giải phóng sử dụng một quả đạn pháo 130mm tấn công thẳng vào hầm chỉ huy của Trung tá Nguyễn Đình Bảo. Tiểu đoàn trưởng 11 nhảy dù là Trung tá Nguyễn Đình Bảo bị trúng nguyên một trái đạn 130mm và tử trận. Hầm chỉ huy bị sập toàn bộ. Lúc này, Thiếu tá Lê Văn Mễ lên thay nắm quyền chỉ huy. Ngày đầu tiên này, mặc dù ta đã diệt được một phần sinh lực địch và chiếm được một số điểm cao, nhưng khách quan đánh giá thì rõ ràng pháo ta bắn chưa có đủ mạnh. Đến ngày 13 tháng 4, bộ đội ta nằm lưng chừng dốc, chịu bao nhiêu là ác liệt vẫn cố gắng bám trụ. Ngày 14 tháng 4, ta tiếp tục bắn pháo dữ dội và chiều hôm ấy,
các mũi cùng nhau xung phong lẫm liệt. Cả tiểu đoàn nhảy dù 11 chỉ thoát được 30-40 tên. Sau 7 ngày liên tục bị tấn công và bao vây, phía Việt Nam Cộng Hòa không được tiếp tế đạn dược, y tế và lương thực. Cứ điểm Charlie thất thủ. Trong quân số 600 người của tiểu đoàn nhảy dù, chỉ còn số một ít còn sống sót. Khi tiểu đoàn dù vừa rút khỏi đây, thì chúng đã điều B-52 tới Charlie trút bom đạn xuống nhằm tiêu diệt lực lượng quân giải phóng miền Nam Việt Nam vừa chiếm đóng ở đó. Đúng theo kiểu, không ăn được thì đạp đổ. Vài ngày sau khi đội Charlie thất thủ, ngày 24 tháng 4 năm 1972, quân giải phóng miền Nam Việt Nam đã chiếm căn cứ Tân Cảnh và sân bay Phượng Hoàng. Theo lời Trung tướng Khuất Duy Tiến, ở Trung đoàn 64, Sư đoàn 320 thì quân giải phóng tổn thất khoảng 800 người. Đội Charlie, một vùng đồng đội. 1015, một vùng đồng đội. Ta về thôi bác ơi. Chiều muộn rồi, cao điểm mấy ai còn nhớ gọi 1015. Hoa dã quỳ tàn lụi. Tháng tư này đã mấy chục mùa hoa. Các em nằm đây, mấy chục năm hoa vẫn chỉ một mùa. Một vùng đồng đội, người còn người mất. Một vùng đồng đội, nghẹn ngào nhớ thương. Đây là một trích đoạn của bài hát Một vùng ở lại của cựu chiến binh Tây Nguyên Sư đoàn 320, ông Nguyễn Trọng Luân. Trong ký ức của ông Nguyễn Trọng Luân thì trận đồi Charlie là trận chiến khủng khiếp và bi hùng hơn cả trận Vị Xuyên. Tướng Khuất Duy Tiến thì mỗi lần nhắc đến lại khóc thương những chiến sĩ đã hy sinh cho trận đánh này. Ông Nguyễn Trọng Luân, cựu chiến binh Tây Nguyên kể lại: Ngày 2 tháng 4 năm 1972, địch đã huy động 46 lần trực thăng đổ bộ tiểu đoàn 11 dù của Lữ dù 3 xuống Tây Nam điểm cao 1015 nhằm tăng cường cho tuyến phòng thủ Tây sông Poco. Địch bao gồm 5 đại đội có hỏa lực mạnh tối đa và có cả chi viện của không quân của các trận địa pháo từ 1049, 966 và Diên Bình. Hơn thế nữa, còn có một cụm chốt liên hoàn với hầm hào lô cốt cũ được củng cố lại và độ dốc rất lớn. Nó dốc đến mức chỉ cần lăn đá xuống là quân ta đã đủ hy sinh. Ông cũng nhớ lại anh Hinh, xe trưởng, anh Hiệp, đê trưởng, anh The, chính trị viên tiểu đoàn. Cả ba anh đã cùng hy sinh trong một ngày ở đó. Còn ông Thoán, đại tá khoa chiến lược Học viện Quốc phòng cũng nhớ lại mà ngân ngấn nước mắt. Khi mà Hiệp, đê trưởng hy sinh, ông đang là tham mưu phó trung đoàn được cử xuống chỉ huy D8. Ông không may bị thương. Được đồng đội khiêng ra trong lúc các chiến sĩ xếp lại đội hình, cứ người này ngã thì người kia lại lao lên. Khi đó ông khóc trên võng và kỳ lạ là không thấy đau đớn vì vết thương mà chỉ thấy nước mắt cứ tự nhiên giàn giụa. Tất cả các chiến sĩ của ta đã chiến đấu anh dũng như vậy. Chiến thắng tại đồi Charlie đã giáng đòn chí tử vào tuyến phòng ngự vòng ngoài của quân lực Việt Nam Cộng Hòa bên bờ tây sông Poco. Việt Nam Cộng Hòa buộc phải tung lực lượng ra. Từ đó, quân giải phóng giam chân, tiêu diệt, tạo điều kiện cho các lực lượng tiến công làm nên chiến thắng Đắc Tô, Tân Cảnh, phá vỡ toàn bộ trung tâm phòng ngự mạnh của Việt Nam Cộng Hòa, giải phóng một vùng rộng lớn và làm thay đổi cục diện trên chiến trường Bắc Tây Nguyên. Trong trận chiến này đã có gần 400 người lính của chúng ta đã nằm xuống đất mẹ, gần 500 người bị thương. Khép lại trận đánh Charlie khốc liệt, mảnh đất Tây Nguyên ngày nay đã được hồi sinh bằng màu xanh của cây cao su, cà phê. Nhưng đồi Charlie thì vẫn còn đó một màu nâu xám xịt, không có cây cối, chỉ có màu vàng khô cằn của đất bởi ảnh hưởng nặng nề từ chất độc hóa học. Do nó nằm cạnh đường mòn Hồ Chí Minh nên quân đội Mỹ đã giải chất độc hóa học ở đây rất nhiều. Theo thống kê của tỉnh Kon Tum, có tổng cộng 311 phi vụ giải chất độc trên địa bàn tỉnh. Số lượng lên đến 171 tấn chất độc da cam dioxin và cho đến tận ngày nay cũng còn dư chất độc hóa học dioxin khá lớn xung quanh đồi Charlie. Trận chiến đã xóa sổ một tiểu đoàn lính dù mang danh Thiên Thần Mũ Đỏ, song kiếm hợp bích. Đã có khoảng vài trăm xác lính dù phải bỏ lại không thể mang về. Quân lực Việt Nam Cộng Hòa cũng đành phải ném bom đốt hủy trận địa. Từ đó, cánh cửa Tây Poco đã được mở toang để 14 ngày sau chiến dịch Đắc Tô, Tân Cảnh, tiêu diệt Sư đoàn 22 Việt Nam Cộng Hòa bắt đầu. Trận đồi Charlie cũng được nhà văn Phan Nhật Nam là đại úy nhảy dù viết trong quyển sách Mùa Hè Đỏ Lửa. Sau đó, nhà sĩ Trần Thiện Thanh đã lấy ý tưởng từ đó để viết thành nhạc phẩm Người ở lại Charlie để nói về Trung tá Nguyễn Đình Bảo đã tử trận. Các bạn vừa theo dõi trận tử chiến trên đỉnh đồi Charlie huyền thoại. Đừng quên để lại lời bình xuống phía dưới video nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.